Thứ ba là quản tu cúng dường. Cúng dường thì không phân biệt người ác kẻ hiền. Chúng ta đều phải dùng tâm bình đẳng, đặc biệt phải dùng lòng từ bi. Khi đối với những người nghèo khổ bần cùng, chúng ta càng phải để tâm hơn đến việc chăm lo cho họ, giúp đỡ họ. Sám hối nghiệp chướng. Mỗi ngày phải nghiêm túc mà phản tỉnh chính mình. Đặc biệt người xưa có dạy chúng ta, cái gì mình không muốn thì đừng đem cho kẻ khác, nên thường lấy lòng ta để suy ra lòng người, mới có thể nhận ra những thiếu sót. Cũng như nghiệp chướng của chính mình. Ác nghiệp là chướng, mà thiện nghiệp cũng là chướng. Thiện nghiệp sẽ dẫn khởi tâm tham của bạn, đó cũng là một kiểu chướng ngại, khiến bạn không thể sanh tịnh độ. Ác nghiệp là tội chướng, thiện nghiệp sẽ là phước chướng, cái phước đó sẽ cản trở bạn, khiến bạn trở nên tham luyến đối với cái thế giới này, không còn muốn vãng sanh đến thế giới cực lạc nữa. Cho nên tại sao Phật dạy chúng ta lấy khổ làm thầy? Đều có cái lý của nó cả. Cuộc sống nên khổ một chút sẽ tốt hơn. Như thế bạn sẽ không muốn sống lâu dài nơi thế gian này. Thường luôn muốn rời khỏi, đó là một chuyện tốt. Thường có người thúc bách bạn phải đến thế giới cực lạc, đó không phải chuyện xấu.